tại sao phu chờ lét, phu chờ mập, hoặc là những cái xe mới người ta hay kiếm em, người ta cứ mở ra đây, hay cần đăng cam. Đây nè các bạn, cái này là ốc xe nhớt, và ở trên đây nó sẽ có một cái lỗ bơm nhớt, nó bơm thẳng vô trong cái bơm nhớt của mình nè. Thì các bạn coi nè, anh trai này anh có nói với em á là xe của ảnh thay nhớt á là đã ra cái này rồi. Là các bạn thấy không, cái này là bể bánh đăng cam các bạn. Và cái việc này nó đã bể mấy lần rồi nha. Là những nơi khác đồ cho dù các bạn thay cái bánh đăng cam hãng nó vẫn bể luôn. Thì khi như vậy nè, các bạn thay nhớt, các bạn thấy ra những cái cao su màu đen đó, thì các bạn nên làm một cái động tác là kiểm tra cần đăng cam của mình, coi thử là nó có hư chưa là một. Và cái thứ hai á là như anh trai này thì quay dùm số km anh đang đi là bao nhiêu, đọc lớn lên giùm anh. 63.567 cây. Số km anh đi là 63.000 cây, nhưng mà có điều nha, cộng thêm 100.000 cây giùm mình. Anh có chia sẻ là chạy qua 100.000 cây và thêm 63.000 nữa là nó là 1.5 vòng đồng hồ rồi các bạn. Là 1 vòng đồng hồ là 100.000 cây. Tiếp đến nữa là chạy thêm 63.000 cây nữa là quá nhiều. Mà trong khi đó nguyên cái nồi của anh là nồi zin luôn. Rồi các bạn coi nè, cái này là không phải nằm vị trí bơm nhớt nha, nhưng mà khi mà gỡ bơm nhớt ra thì mới thấy được. Đó nè, những cái ba vớ nè, ba vớ này là do bể bánh lòng á các bạn. Nó ra các bạn, bể bánh cần đăng cam á, nó ra đó. Còn cái lỗ mà em nói các bạn là từ đây lên á, là lỗ này nè, lỗ này nè, từ đây lên. Rồi thì tất cả những nguyên nhân đó là nằm bên kia, là nằm bên lửa. Nhưng mà từ bể bên đó, từ bể bên này nè, bánh đăng cam là bánh này, lấy lên em sẽ mở ra, lấy mở ra cho các bạn coi, lát bắn lấy qua lăng ra luôn. Thì bắt đầu từ bên đó nó bể, nó mới chạy theo đường nhớt, nó đi qua bên này các bạn, nó mới đi qua bên này đó. Cho nên là rất là nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao phu chờ led và phu chờ mập cần phải thay cần đăng cam sớm. Thì đây là lý do, và các bạn có thể kiếm em nha. Và em tự tin một điều là cái bánh đăng cam của em sẽ bảo hành cho các bạn có 1 năm, là chạy Grab rồi gì đó, như thằng đó em trai đó, cái xe đó đó là bể cần đăng cam á, thay rất là nhiều chỗ, 3-4 lần bể hoài, nhưng mà khi thay em 1 lần là vĩnh viễn không bao giờ bể nữa đó các bạn. Làm là có minh chứng cụ thể ở đây. Rồi thì giờ ở đây nè, em sẽ mở phần nồi ra. Nồi của ảnh thì đi là cháy lá bố, thì em sẽ thay lại bằng lá bố hãng mà nhập khẩu chính hãng Honda Thái Lan đó, đúng của phu chờ led. Chứ có một số anh em á nói bố Thái nhưng mà Thái dúi, em không đồng ý với việc đó. Cái thứ hai nữa, khi các bạn đi á là cái bố ba càng này của các bạn nè, nó sẽ mòn rất nhiều, và nó đang là bố ba càng ngắn, thì em sẽ thay qua là bố ba càng dài mà chính hãng Honda Việt Nam của mình. Nè các bạn coi cái lớp này nè, nó rất là mỏng. Còn cái bố ba càng của mình á, khi mà đi mỏng về kêu là đi mòn, thì mình sẽ thay lại nó sẽ rất là dày. Và bố ngắn là dày, còn bố dài là dày. Cái này là bản bố ngắn nó tới đây, bố dài nó xuống tới đây. Đó, kêu là bố ngắn và kêu là bố dài. Rồi lấy nữa sẽ mở hết cái bơm nhớt này ra, rửa sạch sẽ chủ xe luôn, để trừ trường hợp những cái bánh đó nó bể, nó đi vô đây làm nghẹt bơm nhớt, hư bơm nhớt. Vệ sinh trong quá trình em làm, em sẽ vệ sinh sạch sẽ lại cái lượt nhớt của các bạn luôn đó. Nè các bạn coi nè, là chính những cái này nó sẽ làm tắc nghẽn đường bơm nhớt của các bạn, rất là nguy hiểm. Rồi em sẽ so sánh lá bố luôn. Lá bố này của anh đi là kêu là siêu mòn rồi. Thì bây giờ là nếu mà lá bố mới thì nó sẽ như thế nào đó, thì em sẽ xé bố mới cho các bạn coi về cái độ hao mòn của người chủ xe. Đây, đây là cái bản bố trên xe đi 163.000 cây. Đây là bản bố mới, thì bây giờ em sẽ thay lá bố mới vô. Và chuồng heo xe này là một trong những vấn đề xe phu chờ led gặp phải. Các bạn coi nè, nó lắc cái này rất là nhiều. Mình sẽ thay một cái chuồng heo mới
khi mà chuồng heo này lắc là đầu tiên nó cũng hú, và cái thứ hai nữa vô số đạp số rồi qua số nó cũng khó nữa đó. Thì em sẽ thay lại một cái chuồng heo chính hãng Honda mình, chứ không phải như số người là sẽ tán chuồng heo rồi lại, cái đó là do kinh phí của mỗi người đó. Chuồng heo này nó ăn con nè, em không tán nha. Chuồng heo đó giờ bất cứ mọi dòng xe, từ từ nó chờ tao luôn, mọi dòng xe sẽ hay tán đúng không, nhưng mà riêng tìm em là em mua một chuồng heo hãng, em thay vô ron, em sẽ thay lại một cái ron hãng khác cho chiếc xe này. Rồi đây, còn em giờ em mới mở ra bể bánh, ảnh nói xe ảnh kêu cái gì á, bể bánh là vậy nè các bạn. Rồi nó liệt bánh nữa ta, cái này nó liệt luôn nè, cho mượn cái cần mới là nó hết quay được nè, cứng ngắc luôn nè. Rồi và các bạn thấy là cái xe này chắc chắn vài bữa nữa là nó sẽ bị lốp bê, bởi vì sao, cái này nè nó ăn hết phần cao su này luôn, nó ăn hết phần cao su này và bắt đầu nó đi vô nửa cây sắt này luôn rồi, nó có phần sắt mà. Thì như xe kia vậy đó, xe kia là hư từ 3-4 lần, thì đi một ngày nào đó những cái mặt ba vớ sắt đó nó sẽ tuần hoàn theo cái đường nhớt, và ba vớ sắt này rất là mỏng, nó mịn đó, thì nó sẽ đi hết cái máy của mình và nó khiến xe các bạn lột dơm. Anh em nào mà đó giờ sử dụng dòng xe full trợ led mà chưa có biết về vụ này, khi gặp em thì các bạn nên làm. Và tự nhiên đi ra ông nội này làm chi, và phải mòn cái đó là lục dơn không? Rồi đúng, thằng này nó phải là xong chuyên mục này nha, qua ông này qua chuyên mục khác, tại vì chuyên mục của ông này các bạn mà kiếm lý do rồi, các bạn coi biển số xe đó, quay biển số xe đó đi, kiếm xe đó cũng là kiếm lên tay cua niễn sệt ra cái biển số xe đó, nó cũng làm ra một cái vấn đề hay. Rồi mời camera quay qua, mình hay dùng từ cái phần bên lửa, thì phần bên lửa là cái gì? Phần bên lửa là phần bên này nè các bạn, là mình giải thích ở đây là để cho những anh em nào không đành thôi, thì này là cuộn lửa của mình nè. Thì em hay nói phần bên lửa, thì phần bên lửa là cái gì? Đa số anh em full giờ led á mà hư thì nó bị phần bên lửa nhiều là cái gì? Là sân cam nè, bánh đỡ nè, bánh lồng nè, bánh tăng đồ nè, cần nâng cam nè. Bây giờ đây là cái cần nâng cam của chủ xe, khi mà em mở ra thì các bạn đã thấy là đó, nãy em mới quay cho các bạn là nó khuyết hết, thì em sẽ thay một cái cần nâng cam tay của niễn vô đó, một cái cần nâng cam bình thường là nó như vậy đó, các bạn thấy cái bự và bá, cái teo lại nhỏ xíu không. Rồi và cái của em thay vô là của Nhật, và em sẽ sẵn sàng bảo hành cho các bạn một năm. Bất cứ người khách nào của em á, cũng sẽ có một cái clip gửi làm, hoặc là cái thông tin của khách hàng, cứ lấy cục móc từ đó thì được bảo hành một năm. Và xe này thì chủ xe đi nhiều, em sẽ thay sân cam đơ lại cho chủ xe nè, em thay bánh lồng của Thái nè, tròn đô đi luôn nha. Cái này của ảnh cũng này là bánh đỡ lồng ở dưới á nè, nó cũng mòn à. Thì em so sánh thì các bạn dễ coi nhất. Rồi và cái này là bánh lồng nè, quên cái này bánh đỡ sân cam, cái này bánh lồng nè, các bạn coi nó mòn à. Thì đối với những cái xe mới thì mình không cần thay mấy cái này đó, các bạn thấy nó có một cái gờ lên không, để sợi sân cam nó chạy trên đây nè, còn cái này nó mòn hết nè, thì sợi sân cam nó không còn chạy trên đây nữa, nó kêu nó mòn y như nhông sinh dĩ mình mòn thôi các bạn, nhông sinh dĩ mình mòn sao nó mòn giống vậy. Thì những cái xe này là có số km, ví dụ các bạn sở hữu dòng full trần 125 đi, các bạn chạy 30.000 cây, 40.000 cây, các bạn nên mở ra kiểm tra là được rồi. Còn tại sao mà các bạn thấy em hay tư vấn khách hàng là những cái xe full led mới, các bạn thấy là khách hàng của em á, những cái xe full led mới người ta mở ra người ta thay rất nhiều, bởi sao, sau này người ta sẽ không bị tình trạng này, đỡ tốn tiền đó. Các bạn cứ thử nghĩ là vừa mua cái xe mới thay đúng cái cần nâng cam là sau này đi suốt đời, còn hơn là sau này để mà ví dụ giống như trường hợp những cái xe này nè, là lúc đó người ta chưa biết em, thì đi 20.000 cây, 30.000 cây bắt đầu nó bể bánh lồng, bể bánh sân cam, nó nghẹt bơm nhớt, rồi nó ra ba vớ, nó đủ thứ vấn đề, cả trăm cái ngàn vấn đề để cần giải quyết trong đó, thì bắt đầu mới mệt đúng không đó. Thì bây giờ bắt đầu em tiến hành em ráp vô. Cảm ơn các bạn.